Hello, xin chào toàn thể các anh em nghệ nhân. Chào toàn thể những người yêu đam mê và yêu thích chim chích trẻ than trên mọi miền của Tổ quốc. Chào và cũng chào mừng anh em đến với kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog của mình. Nếu anh em mà lần đầu tiên ghé qua kênh mà chưa đăng ký kênh thì xin anh em xem video cho mình xin một like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và đón xem những video mới, đón xem những chú chòe than mới, mộc tinh cũng có, mộc dở cũng có và chim thuần cũng có. Thế xin báo cáo với anh em là kênh của mình ấy là chuyên về các loại dòng chim cảnh, đặc biệt là dòng chòe than. Thế và thời gian gần đây thì chính thức là mình cũng do là nhu cầu của nhiều anh em có gọi điện nhắn tin hỏi, cho nên là mình đã quyết định là chuyển sang là sưu tầm chim chòe than bổ và chòe lửa đã vào cám để phục vụ anh em giao lưu cùng anh em trên mọi miền Tổ quốc. Đây, trước mặt các bạn hôm nay là em chòe than bổi. Một em chòe than mình cũng xin thông báo nói với anh em rằng là mình cũng vừa cho nó vào lồng tắm xong, cho lông lá nó còn đang hơi ướt, nhìn nó không được gọn gàng và đẹp đẽ cho lắm. Tuy nhiên, như các bạn nhìn thấy đấy, vào đầu video ấy là mình cũng chỉ vô tình thôi chứ cũng không hy vọng là quay được em nó cất tiếng hót. Thì cũng xin thông báo với anh em là em chòe than này là đã có gần 2 tháng tuổi lồng, chòe than bổi nhé, mộc già rừng, có gần 2 tháng tuổi lồng. Với cái bộ là cũng là tương đối, bộ không nhỏ, không hẳn nó là to xuất sắc nhưng mà cũng là bộ trung. Thế và đặc biệt là em này mới gần 2 tháng tuổi lồng. Và ở nhà mình thì các bạn theo dõi kênh mình các bạn biết rồi, ở nhà mình thì có rất nhiều chòe than, đặc biệt là mình có vài em chòe than thần cũng hot hét suốt cả ngày, đấu suốt cả ngày. Nhưng mà một em bổi mới được gần 2 tháng đồng và mới ở được nhà mình có chưa đầy một tuần mà em nó đã dám cất tiếng hót như vậy thì các bạn đánh giá, tự đánh giá là một em chim mau mỏ và lì lợm đến cỡ nào. Thế còn về hình thức thì đấy, mời các bạn xem video và tự thẩm, tự đánh giá thôi. Mình xin nhắc lại, em này mình vừa mới tắm xong cho nên lông còn đang ướt, cho nên lông nó chưa thực sự gọn gàng đẹp đẽ lắm. Nhưng mình đánh giá đây là một em chòe than mà tương đối, đuôi tương đối nhạy, đầu to, mình thì trường, cánh sệ và đuôi cũng khá nhạy, đuôi luôn vậy tít. Thế và đặc biệt là em nó có cái dáng đứng là rất là cao cầu, rất là cao cầu. Đấy các bạn nhìn thấy không, dáng đứng rất cao cầu. Thế và cũng chưa mới được gần 2 tháng đồng mà em nó đã cất tiếng hót, có thể nói là dám hót đấu lại với cái dàn chim của nhà mình. Thì mình đánh giá đây là một em chòe than cực kỳ là tố chất. Hay và cũng như mình ở một số video trước mình cũng đã nói chuyện với các bạn ấy, thông báo với các bạn là cái khu vực nhà mình là hiện tại là quanh khu vực nhà mình là đường khu phố ấy, là người ta đang làm mở rộng đường, cho nên là xung quanh nhà mình hiện tại là tiếng máy xúc, máy gạt, máy khoan, máy phá bê tông là nó cứ rầm rầm cả. Cho nên chính vì vậy mà mình không thể quay để lấy tiếng em nó được. Đấy, chỉ một đoạn đầu mình lấy một tí tiếng thôi, đoạn sau nó quá ồn cho nên là mình không thể quay lấy tiếng em nó được. Chứ em này thì ngoài hót mà các bạn đã nhìn thấy ở đầu video đấy thì em nó đã khè và rít thường xuyên rồi. Đây là một em chòe than mình đánh giá là rất mau mỏ và một em bổi mình cũng đánh giá rằng là em ấy, theo bằng cái kinh nghiệm cảm quan của mình ấy, thì mình đánh giá là em này cũng được khoảng 35 tuổi rừng rồi, khoảng được 35 tuổi rừng rồi. Thế thì với một em như thế này thì mình cũng tin chắc rằng là các anh em chúng ta nếu mà nuôi về mà chăm tốt thì chắc chắn rằng là chỉ hết vụ lông này sang vụ lông sang năm, có nghĩa là
ra ngoài Tết là chúng ta đã có một em chiến binh hay, có thể đi sách đi chơi rượt rãi được rồi. Thế và mình cũng xin thông báo với anh em cái phí bảo tồn của em này ra đi với chủ mới là 600k. Nếu anh em yêu nó và muốn đưa em nó về đội thì hãy nhấc máy alo cho mình bằng số điện thoại hoặc là số Zalo mình để ở phía bên dưới hình ảnh. Thế một lần nữa là xin trân trọng cảm ơn anh em đã đến với kênh của mình và theo dõi kênh của mình. Xin hẹn gặp lại anh em ở các cái video khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.